Xin chào toàn thể các bác nhá. Thì là hôm nay ba anh em mình là đi lên cái khu đồi ở đây để bắt cua đỏ các bác ạ. Hay còn gọi là cua đồi ấy. Mang về để hấp xả nhé. Làm vài chục con thôi. Có nhện thì bắt luôn, mùa này nhiều nhện đấy. Đấy ở khu cái đồi keo to to này đấy. Nó hay ở đấy. Ôi, đi sang bên này ấy. Cái đồi keo này để ý thì có cái tổ chim giả củi đấy. Đây cái hang của con cua đồi đấy các bác. Xung quanh nó làm bóng hết. Nó không để ít lá cây nào vào chỗ gần cái cửa hang của nó. Mà khu này cũng có người đào rồi. Còn tổ nữa dưới đây được không? Đây sang đây, bên này có mấy tổ ấy, mấy hang ấy. Ừ, nó nhiều loại mà. Đây còn một hang nữa đây, mang xẻng sang bên này đi. Khu bên này có hơn bên kia đấy. Có đấy. Nó đi theo cái rễ cây này. Nó đào sâu lắm. Đào như đào chuối luôn. Ôi, đi vào tổ mối. Màu đỏ. Con mạch trắng này. Hai con rồi. Quá tuyệt vời.
những cái tổ gần gốc keo thế này khó lắm, nó đi sâu. Không thì bỏ mẹ lên cái này, đi ra bên này. Quả cho đôi dép đưa vào ở thùng này, bỏ dép vào thùng ấy, đi chân đất cho dễ đi. Còn tổ nữa đây này, đây này. Là tổ với bên kia mà thấy hai tổ rồi mà đấy, quá ngon. Đào hẳn xuống dưới, hang nó đi xuống à? Vẫn đầu. Thỏ chân lên. Đâu? Đâu? À, thỏ chân ra dưới này. À đây, thấy rõ đây rồi Thuy ơi. À mẹ, nó ở ngay đây thôi. Ngay đây. Nó không đi sang tận bên đấy đâu. Con này màu trắng. Kéo đào về nó đấy, đấy ở ngay đấy đấy, đấy được rồi, à, chạy lên, tóm luôn, bà con, nó đi sâu ấy đâu mình lại đào, đây làm nốt tổ này đi, đấy, đây chứ, có để ý có nhện thì bắt cả nhá. Ừ, đào đi. Cái này người ta bỏ rồi đấy. Mình hưởng trái. Đào bới đất ra ngoài này chắc mới được. Loại như này đi sâu lắm. Ui, sâu thì thôi. Bỏ đi chỗ khác đi, lấy cái que chọc vào xem nó sâu cỡ nào. Đây đây, phải đến cả mét đấy. Ui dồi, kiểu nó đi theo cái rễ cây cây mục. Đi vào trong này coi. Đấy, chỗ đấy hình như có đấy, phải không? Không chạy lên nhỉ? Ừ. Là lì này. Đấy, lên rồi, bắt đi. Cô ơi! Đây có con chuồn nó bới ra này. Chuồn bông má. Phải không? Chuồn bới dế à? Hay bới cua? À đúng rồi. Cái này nó bới dưới mèn nó ăn hay sao ấy. Con chuồn bọc má. Thấy nó đây rồi, trong này rồi. Đây đưa xẻ em rồi. Con này lại màu da cam.
đẹp nhỉ. Con này con đực. Ôi giời ơi. Hay là con non nó như này. Con nhỏ. Màu gì đấy? Hồng. Lại hồng. Này, đấy. Con này to phết vậy. Quả đâu? Đâu rồi? Đến chưa? Wow. Quá khủng. Đây coi. Ăn bình nào hay là cái gì? Được khoảng tầm 2, 4, 6, 8 khoảng tầm 20 con. Ôi giời, anh em mệt rồi, mang về để chế biến thôi. Uống nước đi. Có đôi chai nước anh cầm thế nào? Về luộc nhỉ, hay hấp? Thì video của em xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Chào các bác nhé.